Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa một cái loa hát nhạc. Đây, loa hát nhạc MP3 nha. Thì hiện tượng nó lại như vậy. Mở nguồn lên. Ha. Mở nguồn lên không thấy gì hết. Rồi, chúng ta tiến hành là sửa nó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta đo coi pin của nó còn hay là nó hết nha. Rồi pin vẫn còn nha các bạn, pin vẫn còn mà mở lên nó không lên á thì là nó hư ở trong cái máy này. Chúng ta tiến hành tháo máy ra để sửa ha. Mình dùng cái cây lẹm nè, khử cái màng lưới của nó lên ha. Đây, thử cái màng lưới nó ra. Rồi, trong đây nó có 4 con ốc. Chúng ta tháo nó ra. Cái này rất là dễ sửa các bạn. Đơn giản, rất là dễ sửa. Rồi, 4 con ốc. Ở trong đây còn ốc nữa nè. Còn ốc trong đây nữa. Nó khử nó ra. Khử cái mặt nó lên. Nè. Khử cái mặt nó lên. Đây. Khử lên. Trong đây có ốc nữa nè. Rồi, ở đây còn nữa nè. Rồi. Xong rồi kiếm đồ cải nó ra. Này. Ở bên trong nó là gì các bạn? Rồi khử lấy cái bò ra luôn. Này. Lọc miếng ra. Rồi. Để tiếp theo là chúng ta kiểm tra cái công tắc này các bạn. Đó. Thường là mấy cái công tắc này nó ưa hư nhất. Nó dễ hư nhất là mấy cái công tắc. Rồi, chúng ta đo ha. Đo kiểm công tắc. Vậy là công tắc này bị hư các bạn. Nó không có tắt được nè, nó không có mở, không tắt được nè. Rồi. Tiến hành là tháo cái công tắc này ra. Nếu như mình có công tắc thì mình thay, còn không có thì mình sửa lại luôn. Ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn là cách là để sửa luôn cái công tắc này luôn. Không cần phải thay, nhiều bạn là không có công tắc. Hút trống lấy cái công tắc ra ha. Thấy cái đồ này nó không có bán nên thường là ở đây là mình sửa thôi chứ mình không có công tắc mới để thay. Thank you.
đây. Chúng ta phải lấy được cái công tắc ra nó mới sửa được. Rồi chúng ta tiến hành sửa công tắc đó. Các bạn lấy một cái cây nhíp, nhíp hay gì đó, mình khử cái bốn cái móc này nè. Kìm đi, đây, cứng quá nhíp và kệ không nổi. Nó ra xong rồi mình gỡ cái này lên được nè. À. Ở trong đây nó không có hư, không có gãy gì hết á. Do lâu ngày á, nó đóng đóng tèn, bị oxy quá đóng tèn á. Rồi nè. Gỡ lấy cái này ra nè. Bị oxy quá đóng tèn các bạn. Rồi. Thì cái này thì mình chỉ cần cạo nó sạch sạch đó, là cho nó sáng lên là được rồi, đã ăn điện lại rồi. À. Đó, một bên nè, còn một bên nè, rồi chỗ này đóng tan nè, đóng tan đang thụ lùi luôn nè, đây nè, đó. Cạo tiếp. Nó sáng lên. Rồi, cạo xong rồi mình gắn cái móc vào lại. Cái này thì cái này rất là dễ sửa, mình không cần phải thay, tại vì nó cũng không có hư gì hết. Nó là gì nè. Rồi rồi mình ráp lại thôi, bỏ cái này vô. Xong rồi để mình lên. Mà trước khi là mình ráp lại như cũ, xịt cho nó một miếng dầu nữa các bạn. Đó, xịt một miếng dầu vô đây nè. Để nữa mình xài nó hơi lâu, hư hơn chút nữa. Rồi, xong rồi lấy kìm bóp lại thôi. Rồi. Xong, y như mới. Không khác gì hết. Kìm nhỏ nè. Bóp nó thêm miếng nữa đi. Bóp cho nó cứng lại thôi chứ không gì. Nhẹ tay các bạn, bóp mạnh quá nó bể luôn ạ. Kiểm tra thử coi. Ngon lành. Rồi, nó nguội ngoài thử. Thử
thử ngoài nữa coi êm không. Đây à, không biết tắt rồi nè các bạn, biết tắt nút mở rồi nè, bên đây cũng vậy nè, đó vậy là tắt mở được rồi đó. Rồi xong rắc vô. Rồi. Gì á. Đầu à. Bọn ta gắn pin vô, gắn pin vô thử. Lo nó rồi. Để thử nha. Ok. Rồi, mở nhạc lên. Rồi, nó sửa cái này nó chỉ đơn giản gì thôi. Đó. Ở trong đây nó có mấy phần à. Đi sẽ nhớ nè. Con này là con xử lý nè, con tổng á. Còn IC này là IC công suất. Ở đây nó xài con 8002. Ha, đây là IC công suất nè. Nếu như mà cái này, cái này mà nó bị mất tiếng á, còn đèn trước này nè, còn đèn mà trước này thẻ nhớ nó hiển thị số luôn, nó đọc luôn nhưng mà nó không ra tiếng á. Các bạn kiểm tra cái lo nè ha, kiểm tra cái lo này. Kiểm tra cái lo là bằng cách là mình đo ôm á, đo ôm cái này nè, như nào mình đo gì nè đó. Đo nếu như cái lo nó còn thì nó kêu rọt rẹt. Rồi, nếu như cái lo mà còn nữa mà còn không có tiếng nữa thì chỉ cần thay con này thôi. Ha. Lo còn không có tiếng thì thay con này. Còn còn một trường hợp nữa nó không không có tiếng nhưng mà con này không chết nha các bạn. Thì các bạn lấy cái que nè. Các bạn chạm vào mấy cái chân này, có một chân. Có một chân là lo nó kêu. Có nghĩa là mạch này chạy tốt rồi. Là nó hư cái này nè, nó hư cái nút chặn lớn nhỏ nè, hư dần nút chặn lớn nhỏ nè. Nếu như mà nó hư vậy á, các bạn chỉ cần lấy nhíp nè, lấy nhíp nè, kẹp vào một trong hai chân nè, đây nè, kẹp gì nè, trong ba chân nè, kẹp một cặp vậy nè, thì kẹp đúng cái cặp nào mà nó cái chiều mà lớn á, cái chiều mà thận kim đồng hồ nó lớn á. Ví dụ như bên đây đi, nè, mình kẹp gì đây? Là nó hát lên, thấy là nút này hư rồi. Đấy, khi nào mà nó có cái trường hợp mà bị hư nút này, mình sẽ làm cho clip cho các bạn coi.
Còn còn nếu như không có nút này thay nữa thì mình đậu bằng cái nút khác cũng được nữa. Rồi. Để ráp lại thôi ha. Rồi, video mình tới đây cũng đã hết rồi. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe, coi như là động viên mình làm video nhiều hơn cho các bạn nữa nha. Thôi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha.